tiếp thì mình sẽ quay cái cây này. Cây này á, thường á, thì tiếng Anh gọi là spider plant. Spider plant là tại vì nó bò ra rồi cái nó mọc rễ lan tràn luôn, giống như vậy nè. Khi mà nó mọc ra những cái cây con ở dưới đầu cái nhánh á, thì nó có rễ để nó mọc cắm xuống gì đó nếu mình trồng lên dưới đất. Còn khi mình trồng ở trong chậu hoặc là trong cái chậu mình treo lên á, thì nó tỏ ra rất là nhiều nhánh và đẹp, cho tới khi á nó ra cái bông á, mình nhìn thật kỹ thì mình mới thấy là bông nó đẹp. Bông nó đẹp như vậy nè. Rồi cho tới bây giờ á thì mình mới được biết nó có cái tên tiếng Việt cũng đẹp luôn. Tên của nó là cỏ lan chi. Chắc tại vì nó giống như cỏ thôi, cho nên nó, người ta tiếng Việt có xếp nó vào loại cỏ và là cỏ lan chi. Mà tên đẹp quá ha, tên lan chi. Mình có vài loại. Cái này á thì nó là một cái loại thường nhất, cơ bản nhất là một màu xanh. Chỉ có một màu xanh thôi, không có gì hết. Cây này á rất là dễ trồng luôn. Mà nếu mình đem vô nhà mình trồng á, rồi cái mình tưới phân cho nó đó, thì nó trở nên là một cái loài kiển rất là đẹp. Rất là đẹp, là mình đã thử rồi, thật đẹp vô cùng luôn. Mình có thể trồng trong nước hoặc là trong đất, nhưng mà mình nếu mình đem vô nhà đó, mình cưng nó đó, mình cưng nó, mình chùi lá của nó cho nó sạch sẽ, thì nó sáng trưng à, nó coi rất là đẹp. Mà mình bỏ nó ra ngoài sang gì nè, nắng nôi này nọ, mưa gió đồ, thì nó coi cằn cỗi như vậy thôi. Chứ mình đã thử nó rồi, có một lần mình bỏ nó trong nhà đó, nó đẹp dữ lắm. Đây. Thì nó là một cái loại màu xanh ha, chỉ là một màu xanh thôi. Còn nếu mà mình sưu tầm những cái khác nữa, thì nó có những cái loại màu này nè, chính giữa là trắng, hai bên là xanh. Mà lúc rày mình để cho nó tàn quá rồi, tàn tạ quá rồi. Rồi còn một loại nữa là chính giữa là xanh, hai bên là trắng. À, đẹp ha. Thôi, vậy thôi. Mình chỉ muốn quay để mình nhắc cái tên để cho mình nhớ luôn, chứ nếu không mình cũng đâu có nhớ đâu. Gọi là cỏ lan chi. Rồi nó tốt nè, nó mọc tới như vậy luôn, cao nhọn như vậy luôn.